dễ cháy là chúng ta sẽ qua bên cầu Máng của chúng và các bạn, cũng là khu du lịch sinh thái nha, thuộc huyện Tân Hưng. Vùng Biên TV kính chào toàn thể quý cô chú, anh chị cùng các bạn trở lại kênh nha. Cô chú và các bạn ơi, thì ngày hôm nay Vùng Biên TV đang có mặt tại quốc lộ 30. Hướng chúng ta chạy như thế này nè cô chú và các bạn, thì chúng ta sẽ về thành phố Cao Lãnh nha. Còn nếu chúng ta chạy ngược lại thì chúng ta sẽ về thành phố Hồng Ngự, về Tân Hồng và cửa khẩu quốc tế Vinh Bà luôn. Còn cô chú và các bạn chạy ngược lại thì có thể là mình về thành phố Hồ Chí Minh nè, Cần Thơ nè, Vĩnh Long và nội ô của thành phố của chúng ta các bạn. Ở đây thì có một cái cổng chào thuộc xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Lời đầu tiên Vùng Biên TV kính chúc cho toàn thể quý cô chú, quý anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và tràn ngập hạnh phúc nha. Cái quốc lộ này, cái phần lát dừa đó của chúng ta các bạn được chạy rất là mịn và rất là láng luôn, lưu thông rất là êm luôn đó. Thank you.
Trong video ngày hôm nay, của BTV muốn chia sẻ là tuyến quốc lộ 30 chúng ta đang lưu thông về hướng về thành phố Hồng Ngự của chúng ta các bạn. Cái đoạn này là chúng ta đang đến là doanh trại quân đội nè. Hai bên đường thì rất là đẹp phải không? Trước mình đang lưu thông là tiếp đến là công ty thủy sản Vĩnh Hoàng của chúng và các bạn. Ở nơi đây là sản xuất cá tra rất là nhiều nha, phi lê cá tra và xuất khẩu đi nước ngoài đấy. Ở đây còn được biết là khu công nghiệp Trần Quốc Toản của chúng và các bạn ơi. Từ thành phố Cao Lãnh về thành phố Hồng Ngự chúng ta phải chạy qua có khoảng 57 km của chúng và các bạn. Buổi chiều ở quốc lộ 30 này xe lưu thông rất là nhiều của chúng và các bạn. Khi chúng ta đi xe chúng ta cũng nên đi chậm lại một chút nha. Công nghiệp Trần Quốc Toản còn xung quanh của chúng ta bên trái này của chúng ta các bạn. Phi lê cá tra đông lạnh. Trước mặt mình là tới cầu Ông Thọ của chúng và các bạn.
cái tuyến quốc lộ này là có cái tuyến xe buýt Phương Trang của chúng ta các bạn lưu thông từ thành phố Hồng Ngự về thành phố Cao Lãnh cũng như là đi các tỉnh khác cũng vẫn rất là tiện lợi của chúng ta các bạn. Cái cầu này là cầu Châu Chánh của chúng ta các bạn ơi, cái tên cầu nghe lạ quá. Nhiều xe đông quá văn phòng. Phía trước mặt mình là cầu Phong Mỹ của chúng và các bạn. Mời của chúng và các bạn chúng ta lưu thông bên cầu nha. Chúng ta đang lưu thông ở trên quốc lộ 30 thuộc xã Phong Mỹ của huyện Thanh Bình của chúng ta các bạn ơi. Ở đây là Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Chúng ta đang lưu thông đến thị trấn Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp cùng chúng và các bạn. Đây là tuyến đường quốc lộ 30 nhưng mà cũng là một chiều luôn nha, vô nội ô của thị trấn Thanh Bình của chúng và các bạn. Trời chỗ này là chẳng quà của chúng và các bạn ơi. Hơn nữa là ở bầu trời là chỗ này chuyển mưa cho nên là nó hơi là tối á. Thank you.
chú cầu này chúng ta rẽ trái là chúng ta sẽ qua bên cầu Mén của chúng và các bạn, cũng là khu du lịch sinh thái nha, thuộc huyện Thanh Bình nhưng mà nằm ở bên cồn á.